Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thuận Thành số tiền 130 triệu đồng vì thi công 3 công trình trạm biến áp trong khu biệt thự Văn Hoa không có giấy phép xây dựng. Cụ thể, xử phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thuận Thành do ông Nguyễn Hoàng Thiện, giám đốc công ty làm người đại diện theo pháp luật số tiền 130 triệu đồng vi phạm hành chính do tổ chức thi công di dời 3 trạm biến áp có công suất 400 kV-A tại khu biệt thự Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa không có giấy phép xây dựng theo quy định. Bên cạnh đó, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung, buộc dừng thi công công trình vi phạm và trong thời gian 3 tháng. Phía công ty phải thực hiện các thủ tục cấp phép theo quy định, nếu không sẽ buộc phá dỡ công trình theo quy định. Đại diện Điện lực Biên Hòa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai cho biết thêm, do chủ đầu tư của 3 trạm biến áp nói trên tại khu biệt thự Văn Hoa chưa thực hiện đầy đủ thủ tục cấp phép theo quy định, nên phía Điện lực chưa tham gia nghiệm thu và đấu nối điện vào các trạm biến áp.